giọt gió cho cái xe window của mình nha. Mở cái bốn ốc này của cái nắp chụp này của cái bộ gió. Cái xe của mình hôm nay đi là 19.000. Là do mình gắn cái thùng TV nên mình lười quá. Mà không biết ở trong đây là nó như thế nào rồi. Bây giờ xe đi thấy nặng quá. Con mượt mài á. Đấy, anh em tháo hết bốn ống rồi nha. Rồi, dỡ lên xem có gì bất ngờ không. Trời đất ơi, khủng khiếp chưa. Nó đen xì luôn anh em à. Nhà sản xuất người ta khuyến cáo là đi tầm 12.000 cây thay thôi, mà mình đi tới 19 rồi, chết bà mình rồi. Trời ơi, nó dơ kìa. Quá trời quá đất à. Các anh em mà cố gắng cái thùng TV như mình á, mà làm biến ấy thì nhớ canh km nha, chứ đừng để như vậy. Để về chạy nó nặng xe với lại hao xăng lắm. Cái này lọc zin của hãng. Bữa nay mình sẽ thay cái bộ lọc của Uma Racing. Mình mua là giá 240. Đây, cái bộ lọc của nó đây. Bộ lọc nhìn gớm quá. Đây, bộ lọc của Uma đây. Lọc Uma này là các anh em phải tháo luôn cái đế đen ở của cái xe của mình ra luôn nha. Có một phần đế nữa. Đó. Đây. Giá là 240. Có chỗ nó bán rẻ hơn nữa anh em à. Trên Lazada hay gì đó mình thấy cái tầm 201, 202, nhưng mà phí ship về đây thì cũng vậy thôi. Đây là lọc gió của Uma. Đó, có thêm một cái hướng dẫn lắp ráp, gồm có hai lớp mốt và một cái lưới nhựa gài ở trên, hoặc một cái lưới thép ở dưới. Đó. Chỉ cần nó có bốn chấu bốn đầu, anh em gỡ ra là lấy được hai miếng ra. Mà cái loại này thì mình xài xong rồi mình tháo cái mốt rồi mình xịt cho nó sạch rồi mình gắn cho mình xài lại thôi anh em à. Chứ nó không có như cái lưới và cái bằng giấy kìa. Giấy kìa thì vệ sinh một thời gian thì nó sẽ bị rất là hư đi. Đấy, sau đây là tiến hành mình tháo phần đế ở dưới nha, rồi mình bắt đầu ráp cái này vô. Đó. Đây, canh sao cho nó khớp với lại mấy cái gờ của nó là bắt đầu mình bắt hai con ốc phía dưới. Gần cái chỗ cái đầu yên á, một ốc đó và đây nó bắt đầu được hai con ốc ở dưới đó. Cái này mở nó mà dùng vít xịn nha, nó cho nó dính ốc cái không lọt xuống dưới là xong luôn đó, khó lấy lắm đó. Bốn cái chỗ này dùng để gỡ cái miếng mút đen có chữ mà ra. Sau khi lắp xong này, các anh em nghe thử tiếng gió nó vô nè. Gió vô thì mình nghe cái tiếng máy nó lực hơn lúc mà mình gắn cái lọc gió kia. Cái lực về dòng tua máy ra lên rất là ngọt. Nếu mà mình đi lên gọi là quay để chạy trên đường rồi test thử rồi cái nó đồng hồ có lực hay không nha. Nước sướng, nghe tiếng nước sướng. Cái dòng tua máy lúc đầu tiên mà lúc mình chưa thay nè. Đó, mình đã quay lại cho anh em coi nè. Rất là đuối. Thì đi xe nó hơi đuối. Mình dùng một cái chuột vít, mình chọt vô cái phần đó, ngay chỗ cái điểm đó đó. Chọt vào này ra. Bữa nay mình sẽ làm cái xe của
dạng như mình giả xe độ vậy đó, hùng mấy thằng xe độ. Gắn cái lọc này thì gió nó vào rất là mạnh, chạy là nó thấy rút hậu rất là tốt nha. Cái lọc gió này có thể dành cho cả xe, cho dòng xe độ nhẹ nữa và xe zin. Cái này giá dòng là 200 mấy thôi, hay mình có thể tái sử dụng lại nhiều lần, rất là tốt. Đó, mấy anh em nghe tiếng ụt ụt giống như heo kêu không? Chuyến này mình sẽ đi mấy thằng nào mà nó gà gà đua mình chơi nó luôn, không? Bước bước hết, cho nó tưởng mình xe độ, mình chạy lát nó dí mình lại, chắc nhục chết luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Rồi, ok, bye bye.